Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip anh em ơi. Thì nói chung là sức khỏe mình hiện tại là đang bị thuốc hành anh em ơi, mình tiêm thuốc á. Thì tiêm thuốc cũng được một ngày mấy rồi. Đó, mới tiêm về thì buồn ngủ này kia. Nói chung là sức khỏe bây giờ đang bị hành đó. Sốt nguyên đêm mà hôm sốt là 2-3 lần luôn. Đó nên là mình đã đóng cửa là mình nghỉ dưỡng. Đó, khoảng đầu tuần là mình mới mở cửa mình làm lại, nhận xe lại làm anh em ơi. Thuốc nó hành quá anh em ơi. Giờ đang quay clip nhưng mà đang bị sốt nữa nè. Đó, cho dù mới uống thuốc sốt. Đó, hôm nay mình lên mình chia sẻ về cái việc nhông sinh dễ cho anh em á. Nhông sinh dễ cho anh em xài những cái dòng xe phổ thông hoặc là những cái dòng xe kiển. Đó, tại nhiều anh em hỏi quá, dòng xe kiển như thế nào hoặc là tải đồ như thế nào. Nó đi đường xa đường gần để cho anh em xài cho chiếc xe chúng ta nó an toàn ở trên tuyến đường của mình đi này kia ha. Đó. Thì trước khi mình vào cái việc chia sẻ cho anh em thì clip này là không nói về sốc nhông sinh dễ cho những cái dòng xe độ này kia nghe anh em, tại vì mình đã quay clip mình đã nói với anh em một lần rồi, mình đã chia sẻ những clip trước rồi, anh em có thể lục trên kênh YouTube của mình, anh em là lục lại cái video cũ để mình xem, ví dụ như là xe dư máy sốc nhông sinh dễ ra làm sao, hoặc là năm tư năm sáu năm tám sáu hai gì sốc ra làm sao á, tại chiếc xe của mình là máy dư hay là máy yếu sao thì để sốc nhông sinh dễ nó ok đó. Máy yếu thì là máy nha, đó trừ khi dư máy mới sắp nhìn dễ nghe, tại vì độ cháy lớn dên lớn nằm khi nó dư máy. Rồi bây giờ mình sẽ vào vấn đề ha. Thì trên thị trường anh em cũng biết á, là những cái dòng xe phổ thông của chúng ta là thường như quay ghim này kia hoặc là 50 này kia thì thường thường cộng sên cái nó, khi anh em mua xe về á, là nhông sinh dễ nó chỉ có 6 ly mấy thôi đó, 6 ly mấy. Thì trước kia đối với từ 2009 á, năm 2009 trở về trước thì đối với những cái dòng xe mà phổ thông á, nhông sinh dễ nó 6 ly mấy hoặc là nó theo xe thì mọi người có thể xài bộ nhông sinh dễ nó rất là bền, có thể lên đến là 2-3 năm trời. Nhưng bây giờ nhông sinh dễ 6 ly mấy bây giờ nó rất là dở, và nói là thậm tệ là dở dữ lắm, dở luôn. Không phải là mình bao trùm những cái mà thương hiệu lớn, nhưng mà những cái thương hiệu lớn đồ chơi xe bây giờ không có ai còn sử dụng cái nhông sinh dễ 6 ly mấy đâu anh em ơi. 6 ly mấy là cho những cái dòng xe liên danh hoặc là những cái dòng xe mà chính hãng trong hãng đưa ra thôi. Đó, thì đối với một số hãng nha, mình không bao trùm hết. Thì nhông sinh dễ đó rất là tệ, xài khoảng 2-3 tháng là sên nó sẽ rũ. Có thể mà tải ví dụ như là đi đường xa này kia anh em tải nặng này kia là nó rũ, là trúng vô cái hộp sên là khó chịu hoặc là đứt sên luôn. Đó, nói chung là như vậy. Đó thì mình chia sẻ để cho anh em này kia với chú bác này kia lựa chọn nhông dĩa để xài đó. Mình không có nói với anh em chú bác là mình đang bán nhông sinh dĩa ẹt này luôn nha, 14-38 nha, mình không có nói là mình đang bán luôn nha. Đó dưới là bên mình á, bây giờ là xài á, là cái dòng sên là 9 ly không nha anh em. Nói chung là mình xài 9 ly hay 9 ly không nha, chứ mình không có xài 6 ly mấy nữa hoặc là những cái dòng sên lộn này kia nữa. Đó, nhiều chú bác lại hỏi có sên lộn không? Đó, bây giờ là mình không còn bán nữa nha. Đó. Đối với mình xài sên vàng này hoặc là những cái nhông sinh dễ phổ thông này. Đó, nhưng mà xài được nha, được tuyển chọn nha, được tuyển chọn nói chung là vậy. Tại vì mình xài mình làm nghề á, gần gần 20 năm rồi, mình biết cái nào mà xài tải ok là mình lựa chọn. Đó, đối với những cái dòng xe phổ thông và là những cái dòng xe mà hãng cao cấp luôn. Đó, hoặc là nhông sinh dễ gần sao cho anh em xài. Đối những dòng 6 ly mấy hoặc sinh lộn mình không còn bán nữa nha, nói trước. Đó lại tiệm mình là chỉ có 9 ly trở lên thôi. Đó vì sao mà bán 9 ly mình sẽ giải thích, mình chia sẻ cho anh em để biết lựa chọn nhông sinh dễ như thế nào ha. Thì trên thị trường thì mình nói về 6 ly rưỡi rồi, nó cũng có nhiều anh em gì nhiều anh em racking boy, này kia đó, nói chung là như vậy, mình nói vậy đó thì anh em biết rồi. Đó thì đối với những anh em đó hoặc là những anh em chơi xe kiển này thường xài sên là 7 ly. Mình thấy đa số anh em chơi sên 7 ly là nhiều, 7 ly hoặc 9 ly nha. Thì bên mình cũng có bán sên 9 ly luôn. Đó, nhưng mà sên 7 ly mình không có bán nha. Đó. Thì mình không có nói gì về sên 7 ly đó, tại vì nhiều cái tuyến đường có anh em chơi xe kiển thì sên đó nó nhỏ gọn, dĩa nhỏ. Đó nó đẹp, nhông nhỏ thì gắp vô xe không có hộp sên thì nó rất là đẹp đối với dòng xe kiển. Nhưng sên đó cho dù có thương hiệu như thế nào, khi mà anh em đi xa thì anh em nên là cân cân nhắc trước khi mà để xài cái bộ nhông sinh dễ 7 ly đó đi xa. Vì nếu mà có trục trặc vấn đề mình nói thôi nha, lỡ anh em chạy tốc độ cao này kia đứt sên thì những cái dòng sên 7 ly đó là giữa đường đó là nhiều tiệm
nhiều tiệm sửa xe nhiều khi không có để mà nối mắt sên lại cho anh em. Đó là bắt buộc là anh em là phải thay luôn bộ nhôm sinh dĩa khác ha. Anh em mà xài sên nhôm sinh dĩa 7 ly thì đi đường xa nên cân nhắc ha. Còn anh em chơi xe kiển, chiếc xe vòng vòng chạy vòng vòng thành phố, ví dụ như nhà anh em cũng gần thành phố, sát bên nhà, thì mình có thể xài nhôm sinh dĩa đó 7 ly đó được. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó gọn, nó nhẹ xe, nó ok. Nhưng mà đi đường xa thì hạn chế luôn ha, hạn chế không nên xài. Bình phiên thật sự luôn, ai ghét thì ghét đó. Mình nói vậy cho dù nó có thương hiệu như thế nào đó, mình giải thích nhiều anh em hiểu rõ rồi đó. Sơn nhông sinh dĩa 7 ly không phải tiệm sửa xe nào cũng có đó, như mình nè, mình cũng đâu có đâu, mình toàn là lấy sơn là 9 ly, 9 ly này kia là về xài tiệm mình là kiếm cộng 6 ly mấy ha. Sơn mới nha, 6 ly mấy và 7 ly khó lắm đó. Sơn 7 ly này là có đứt rồi một lần rồi nha, đập vô cái lốc máy là chỗ cái nhông đó là muốn bà bể lốc máy luôn nha anh em. Là có rồi, có một em trai là kiển chiếc xe hình như là bên mình là chiếc quay hay gì đó, chiếc quay đầu vuông á mình làm đó, là lên là mình là mua bộ nhôm sinh dĩa khác là thay lại luôn đó, là bỏ bộ nhôm sinh dĩa đó ra. Nhôm dĩa đó là cũng có thương hiệu nhưng tại vì đi đường xa chạy tốc độ cao, chứ không phải là mình nói bộ nhôm sinh dĩa 7 ly đó là giảm nha. Có thương hiệu đàng hoàng nhưng đi đường xa chạy tốc độ cao thì hạn chế lại, không nên xài đó. Còn như kiển xe chạy vòng vòng khu vực của mình thành phố này kia chạy tốc độ không cao thì anh em xài nhông sinh dĩa 7 ly là ok, đẹp xe, nhẹ xe đó. Còn bên mình là bán 9 ly làm sao, bán 9 ly là để cho những chú bác tải nặng này kia, với phần thứ hai anh em bây giờ vẫn xài 9 ly là nhiều đó. Anh em xài xe vòng vòng đây là xài 9 ly là nhiều, mình gáp cho những cái dòng xe độ bên mình cũng gáp 9 ly cho anh em luôn. Tại vì sao? Tại vì nó rất là an toàn đó. Thì anh em nào mà muốn xe mình an toàn thì sẽ gắp nhông sinh dĩa 9 ly. Nó rất là an toàn. Thì bên mình có bán nhông sinh dĩa vàng này kia, hoặc là những cái nhông sinh dĩa không vàng nhưng mà phổ thông, nhưng mà xài được, mình đã tuyển chọn rồi. Nó như là anh em hiểu rồi đó. Tại vì mình không có những cái này là mình không có chọn hàng ghẻ tiền bán được. Trước kia mình cũng có bán nhông sinh dĩa lộn và nhông sinh dĩa 6 ly mấy, nhưng mà mình thấy nó vũ này kia quá, nó ghẻ tiền mà, rẻ tiền xài cho những cái chú chở hàng này kia rất là ok, nhưng mà mình thấy nó rất là tệ nên mình không có bán nữa. Nó bán vậy đứt sên giữa đường, người ta chở nặng đứt sên này kia rất là tội nghiệp người ta, nên là mình không có bán nữa. Sau này là ai lại nói ừ gắt ơi lấy cho chú bộ nhông dĩa lộn, hoặc là gắt ơi thay cho chú bộ nhông dĩa rẻ coi, không có nghe chú, tiệm sửa xe gắt là không có nữa nghe chú, xài chi rẻ quá nó hư này kia, đi giữa đường đứt sên này kia tội nghiệp mấy chú lắm. À, bắt đầu từ đó là mình bán là nhông dĩa là từ 9 ly màu vàng trở lên, hoặc là màu đen sên bình thường vẫn vậy, nhưng mà 9 ly nói chung là vậy. Rồi sau đó là những cái dòng sên mà 10 ly này kia anh em đem lại cho mình gáp á, là dành cho ẹt này kia trở lên nha. Sên 10 ly anh em không thể nào gáp cho xe wheel game được nha. Tại vì sao? Nó sẽ đụng cái lốc chỗ đuôi cá đó, không có được. Anh em đút vô đâu đâu ấy được đâu, nếu mà xui xui á, đút vô quay cái bánh cái là anh em thấy nó cọ vô cái lốc rồi đó, đúng không? Tại vì cộng sên nó quá trời bự, cỏ vô cái lốc mà anh em mà lên cái đó vô số ra chạy chưa được chút xíu thôi là bể lốc rồi, sên 10 ly nó cọ. Vì anh em hỏi anh gác ơi gác cho em cái bộ sên này vô đó, thì mình cũng thử sên, mình biết gác không được nhưng mình cũng lấy cộng sên ra, chưa mở nha, cái nhông như cái dĩa ra, chỉ lấy cái cộng sên ra thôi đó. Rồi gáp lấy cái cộng sên ở trong xe ra, rồi gáp cái cộng sên mới cho chủ xe xem để cho thuyết phục luôn chủ xe. Đó nè thấy không cưng, gắp đâu được đâu, nó bự chà bá bể lóc cưng rồi sao đó. Mình phải làm như vậy để thuyết phục chủ xe, để chủ xe đem đồ lại cái la ủa sao không gắp đó, cũng muốn gắp dữ lắm nhưng mà gắp không được bể lóc rồi sao đó. Từ đó cái bắt đầu cái là thôi anh gắp ơi, vậy anh thay bộ nhông trên dĩa của anh luôn cho em đi đó, vừa bán được nhông trên dĩa mà vừa thuyết phục được khách nữa. Tại vì mình gắp sên của ta vô không được đó, người ta cũng thấy rồi, đâu phải mà mình nói là ừ đem lại không gắp, thuyết phục mà vừa thay được bộ nhông sinh dĩa luôn đó. Cái đó là cách là để thuyết phục khách hàng đó. Rồi nói chung á, là tóm lại á, cái đó là mình để giải thích vài dòng chút xíu cho anh em hiểu rõ, để cho anh em biết tác dụng của nhông sinh dĩa như thế nào. Thì mình tóm gọn lại thì anh em nào tiền ít thì có thể xài nhông sinh dĩa rẻ tiền 6 ly mấy đó, 6 ly mấy vậy, nói chung là 6 ly mấy cũng có loại mắc tiền luôn, nhưng mà xài nó không có ngon thôi, tải nặng á, khi nó bị đứt sên đó, nó vũ sên xài không ok. Hiện tại là nếu mà về xài nha ngon lành ok, sên 9 ly nhông sinh dĩa 9 ly bây giờ rất là ok trên thị trường cho anh em xài đó, 9 ly nha.
Thì bây giờ là tóm lại mình sẽ cho những cái lời khuyên cho anh em. Cái này mình là chỉ là chia sẻ cho anh em một chút vấn đề thôi ha. Còn anh em nào mà muốn xài sau thì tùy ý anh em thôi. Đối với những dòng xe độ, xe tải nặng và những dòng xe mà đi tốc độ cao và đi xa thường xuyên này kia ha, dưới những cái dòng xe kiển là xài như thế nào thì tùy anh em thôi. Còn đối với những cái dòng xe ẹt này kia rồi trở lên á, thì anh em luôn lúc nào cũng xài sên là cũng sên bự 10 ly không à, mình biết đó. Ít khi nào anh em xài sên 7 ly lắm, trừ khi mà những cái dòng xe kiển như nãy giờ mình nói vậy đó, dòng xe kiển anh em chạy vòng vòng thì anh em mới xài sên 7 ly đó cho đẹp. Rồi ok, lời khuyên như thế này: xe bình thường, xe độ, xe đối với những cái dòng xe độ hoặc là đi đường xa, anh em nên xài nhông sinh dĩa 9 ly, đó là sẽ rất là an toàn cho xe của chúng ta. 9 ly nhưng mà anh em xài hàng mắc tiền chút xíu đó, đừng đừng xài hàng rẻ quá. Rồi ok, còn đối với những anh em racking boy, này kia đó, chạy xe vòng vòng thành phố, kiển chiếc xe cho đẹp đó, thì anh em muốn chiếc xe mình nổi bật thì anh em có thể xài nhông sinh dĩa 7 ly của một thương hiệu nào đó đó, cho nó đẹp, nó nhỏ gọn đẹp. Nhưng anh em hạn chế đi đường xa khi xài nhông sinh dĩa 7 ly đó. Rồi ok nha, tại vì đi đường xa là nhiều anh em đi tour chạy tốc độ cao lắm á, mình biết cả trăm trăm mấy á, chính mình vẫn vậy luôn nè đó. Mình đi xa là mình chạy tốc độ cao lắm anh em ơi, không khi nào mà gớt dưới 90 đâu đó, thì nên suy nghĩ khi xài nhông dĩa 7 ly đó. Còn mà anh em muốn ngon á, tải nặng, xe độ đó, chạy tốc độ cao đi đường xa này kia, nói chung là lu su bu chở này kia đó, thì anh em nên là xài sên 9 ly là ok nhất nha. Còn đối với những cái dòng sên mà 6 ly mấy á, thì anh em hạn hẹp tiền này kia thì anh em có thể xài, nhưng mà cơ hội của nó là bị lỗi rất là cao đó, nằm đường bất cứ lúc nào đó, mình nói chung là vậy. Thì anh em nên lựa chọn ra sao ha, tùy theo chiếc xe anh em là cài cài cuốc này kia đó. Nói chung là có những dòng xe đi vườn này kia thì suy nghĩ lại, không có tiền thì xài dễ lộn hoặc là 6 ly mấy cũng được, thì tùy anh em thôi, mình cho lời khuyên vậy đó. Nói chung là như vậy. Rồi ok, lời khuyên của mình là như vậy. Ừ, đi đường xa thì anh em hạn chế xài sên 7 ly. Xe nào anh em đậu kiển vòng vòng thành phố hoặc là chạy tốc độ thấp thì xài 7 ly nó ok, nó đẹp xe. Còn anh em nào mà tải nặng, xe độ, chạy tốc độ cao đó, dở đầu bập 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 đồ đó, thì đi ra xài sên 9 ly là ok nhất. Rồi chỗ tiệm mình là bán sên 9 ly không nghe anh em, kiếm cộng sên 6 ly mấy hoặc là sên hãng khó lắm, sên hãng trừ khi mà yêu cầu mình mới mua nha. Nói chung là vậy, chứ mình xài những dòng sên vàng này hoặc là những cái dòng sên ở ngoài mà có thương hiệu cho anh em đó, tuy nó dĩa trắng hay dĩa đen gì không biết, nhưng có thương hiệu để cho anh em xài, chứ mình ít khi nào mà xài những dĩa hãng lắm, trừ khi mà anh em yêu cầu mình mới mua thôi đó. Đó là lời phiên của mình. Còn đối với những dòng xe ẹt này kia thì anh em xài đồ luôn lúc nào mình thấy đồ cũng ok hết trơn á, mình khỏi có lời phiên cho những dòng xe đó. Nói chung là như vậy, anh em xài luôn lúc nào lại đây xài đồ mắc tiền không, anh gác thay cho em đồ mắc tiền, nói chung là như vậy đó. Thì mình không có lời khuyên cho những dòng xe ẹt này kia trở lên, đối với những dòng xe phổ thông thì mình có lời khuyên vậy cho anh em thôi đó, tùy anh em thôi ha. Thì mình đã là chia sẻ cho anh em về những cái ưu và nhược điểm của những cái dòng nhông sên dĩa 6 ly mấy, 7 ly và 9 ly, 10 ly cho anh em rồi ha. Rồi ok, để cho anh em lựa chọn ha. Rồi tạm biệt anh em ha. Anh em muốn mua hàng thì xuống đường link phần mô tả của video này, có những cái đường link bán hàng của mình, đường link fanpage bán hàng Gác Nguyễn Channel, anh em bấm vô đó gửi tin nhắn cho mình để được tư vấn mua hàng ok luôn. Tạm biệt anh em nha.